D cho các bạn, một vật chạy với vận tốc đầu v bằng nhiêu đây, và một gia tốc cho phương trình gia tốc. Hỏi quãng đường đi được của ô tô sau 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Thì đây là một cái ứng dụng của tích phân về chuyển động. Thì giờ đề hỏi cái gì thì các bạn cứ xử lý cái đó giùm thầy. Đề hỏi quãng đường. Vậy theo công thức quãng đường S của các bạn được hiểu là tích phân cận chạy từ T0 đến T1 của hàm VT nhân DT. Vậy ta coi cái gì có rồi ta đưa vô. Đề nó hỏi các bạn là quãng đường đi được sau 6 giây, vậy tức là bắt đầu đi là T này bằng 0. Và đi được sau 6 giây tức là T1 kết thúc khảo sát của các bạn là 6. Vậy là hai hàm này, hai cái cận T0 với T1 các bạn có rồi. Các bạn chỉ còn kẹt có một cái là hàm VT. Đây, hàm VT hiện tại chưa có. Nó chỉ cho các bạn là hàm AT thôi. Vậy, theo kiến thức của về nguyên hàm thì ta có VT được hiểu là nguyên hàm của gia tốc. Đó, theo công thức đưa vô thôi. Gia tốc để cho các bạn rồi là 1 cộng T trên 3 nhân cho DT. Và nó bằng, đó, lấy nguyên hàm của con này, các bạn ra là T cộng cho T bình trên 6. Và nhớ phải cộng thêm C. Lưu ý, đây là vấn đề rất quan trọng. Và cộng thêm C vô, C này giờ phải giải quyết thế nào? Đây cho các bạn gì đây nữa. Vận tốc đầu là 36 km/h. Vậy có nghĩa là khi T nó bằng 0 thì vật của các bạn là 36 km/h. Nhưng lưu ý, cái AT của mình đang xài là mét trên giây. Quãng đường ở thời gian mình cũng được tính bằng giây. Vậy 36 km/h này các bạn phải nhớ đổi sang cùng đơn vị đang khảo sát mét trên giây. 36 km/h tự đổi về thành mét trên giây nha. 10 m/s bằng kiến thức là đem chia cho 3,6. Tự biến đổi nha các bạn. Vậy ráp vô đây. Vậy hàm VT của mình chỉ kẹt có cái ẩn C thôi. Xử lý được cái ẩn C này thì các bạn xong việc. Vậy ta sẽ xét khi T mà nó bằng 0, vậy vận tốc V0 của các bạn là bằng 10 m/s. Vậy từ đây thế vô là ta được 0 nè, cộng cho 0 bình trên 6, cộng C bằng 10. Vậy từ đây giải ra được C bằng 10. Vậy cái hàm VT của các bạn bây giờ đúng nghĩa của nó, đây hàm VT bây giờ sẽ là T cộng T bình trên 6 cộng cho 10. Vậy là hàm VT của các bạn có. Khi có hàm VT các bạn thế ngược lại cái biểu thức S hồi nãy. Đó, vậy đưa vô đây thì các bạn sẽ tính ra được cái quãng đường cần tìm. Chúc các bạn thành công.